Sim, này giờ sim. Nó giống con ngang con ngỗng vậy ha. Trời ơi. Đây họ làm gà làm vịt ở đây luôn nè. Đông quá trời. Con gà này gọi là con gà sao. Thì là thánh kiều sơ. Cá ti. Trời ơi là thăm ôm đó hả? Anh gà ờ đúng rồi đó. Trời. Con gà này á, gặp mặn bự mua ăn rồi đó. Thôi quá. Sao không? Không không. Ôi không ăn mà nó dính rồi. Ôi coi coi. Trời ơi. Dính phủ anh. Đúng rồi, không sao không sao. Có chữ. Nhai từ từ. Dạ, xin chào ông bà cô chú và các bạn đang xem trên kênh Giấc Mơ Mỹ nha. Xin chào chào đại gia đình coi. Dạ, thì hôm nay là ngày nghỉ của gia đình. Rồi nhà em dẫn Sâm đi ra ngoài farm nè, ra ngoài đi ra ngoài farm về cái vùng ven ven ngoài vùng quê chơi. Sẵn là mua chắc mua gà mua vịt gì đó lại cái farm này, cái thử có gà vịt gì không để mua về ăn. Thì chắc mua gà về hấp rượu quá. Muốn là mua gà về hấp rượu. Chấm muối tiêu chanh ăn. Ngày nghỉ rồi dẫn Sâm ra ngoài này đi chơi coi gà coi vịt. Dạ thì cái chỗ này gần nhà em thôi. Cái này chỗ này là cái thành phố Taboro ở tiểu bang North Carolina. Hôm nay là ngày nghỉ của nhà em. Sâm thì được nghỉ này là nghỉ xuân một tuần. Thì Sâm được nghỉ một tuần đúng không em? Spring break ở bên Mỹ này Sâm được nghỉ một tuần. Nên hôm nay là dẫn Sâm đi chơi. Thì lại hôm nay là ngày nghỉ của vợ chồng em. Đó, hồi tới chỗ luôn phải không? Tới chưa? Đó, đậu xe vô bên mát này đi em. Dạ, đây là đã tới rồi nè nha ông bà cô chú các bạn. Nay đi đâu? Đi mua gà mua vịt. Đi ra farm chơi. Em gọi thử coi hay là đi ra đây có mình nhìn coi. Coi ở trên mạng thấy nó cũng rộng lớn quá mà ra đây thấy nhỏ xíu vậy. Thì ra con công rồi. No, cái đó gà lôi em ơi. Này gà lôi. Hello. Chiếc xe đó nãy như mới chạy qua đúng không? Từ nhà của em đi ra đây khoảng cỡ 10-15 phút ha. Chạy xe 10-15 phút thôi. Đi ra ngoài này mua gà mua vịt. Có bắn vịt đó. Hả? Cái này anh Tư mà ảnh này anh đố xong con gì nó kêu đó. Đó là con gà sao á. Vịt bên kia, vịt chuồng bên kia kìa. Tốt đằng sau đó. Trời có mấy vịt gì bự dữ vậy trời. Tốt sao nhìn thấy không? Nó hình như là cái miếng mà che ở trên nè, miếng phủ ở trên nè. Nó không bay với giả lại không cho con diều hâu mấy con ấy rồi lại nó bắt ăn. Mẹ nó bay. Con kia nó đẻ ấp hay gì vậy? Con kia nó nằm.
nó nhỏ gì vậy trời? Con gà lôi đó Thắm. Nó ấp á. Ấp trứng á. Ở đây có chó nữa nè. Chó nữa hả? Chó kìa. Bộ bán chó luôn hay gì vậy? Nè, che lại đây. Con chó dễ cưng quá hả? Xăm phái không? Xăm thích đi ra ngoài này chơi lắm à. Đó, nó gặp con nó mừng kìa xem. À. Sợ hả? Sợ gì lạ? À. Mình tưởng đâu là một cái trang trại rộng lớn, này nó cũng nhỏ thôi, này giống như ở nhà chăn nuôi thôi mà em. Đúng không? À. Không, con đó con chim công đó con. Mấy con đó là mấy con công đó. Nó đẹp lắm mà xăm nó mà xòe cái đuôi nó ra đẹp lắm. Ờ nè, bên đây là vịt nè em. Bên đây là bán vịt này nha. Vịt. Ồ, này là vịt sim. Dạ. Đừng có đụng vô nha Sam, cây đó là có gai chảy máu. Vậy hả? Hình như người ta trẻ, cái này chắc là tự mọc hay trồng ta? Sam gai áo lại đi con, gió hơi lạnh á. Ngày hôm nay cũng nhiệt độ nó hơi se lạnh. Anh đi dịch sim, đúng rồi có dịch sim mà. Không. Con có mấy vịt sim á ha. Cũng vịt với gà thôi. Vịt với gà thôi. Đi, đi vô. Trời ơi, như con gà vịt nó đẻ cái trứng nằm ngoài này luôn nè. Đi ra ngoài rồi sao? Họ nguyên cái trứng nha. Cái này trứng vịt nè. Nguyên một cái trứng vịt đẻ ngoài này luôn à. Dạ, em nói chuyện điện thoại đi em. Đi được nè. Hello? Yes sir. Mình muốn mấy con? Ăn gà nó... Hold on, I ask my husband. How many? Họ hỏi nó một con bao nhiêu giá như thế nào? Chicken how much? 20 đồng. Hay rồi, gà này bự quá trời ta, này nó cho ăn thức ăn. Phải thức ăn hay cám vậy? Không biết nhưng mà nó nói chung thì kìa. À hả. Rồi mua không? Nó có làm không? Ủa, hỏi nó mua mấy gà ngoài đó được không? Còn gà trong đây nó ăn thức ăn. So the chicken he saw me right now is too big. I want the chicken over there. Anh đi một vòng coi gà coi vịt xong rồi thì bây giờ là quyết định là mua một con gà sao. Mua một con gà sao về làm hấp rượu ăn. Gà sao này thì được biết là gà sao này là thịt nó ngon hơn cái gà thường của mình á, với thịt nó nhiều hơn nữa. Đó giờ chưa ăn nhưng mà nghe nói là gà sao này ăn rất là ngon nên thôi hôm nay giờ mua đặng con gà sao về làm, tính là nhờ người ta làm luôn rồi mình trả tiền công cho người ta làm đó.
Nhưng hôm nay cái người chủ đó không có đây, cái anh này không cần tiếng Anh, nó không có làm rồi thôi, giờ em mua đại con gà sao về nhà em làm. Nó bắt con gọn gọn nhỏ nhỏ thôi, bự quá về nó cũng ngắn. À, bắt được con nào bắt hả? Ok, it's ok. Thằng kia cũng có nhà. Ồ, nó bay ghê chưa? Gà sao nó bay ghê chưa? Gà lôi Việt Nam đó, gọi là con gà lôi. Rồi sao nó chạy dữ vậy? Kìa kìa anh, anh mượn cái vợt, anh phụ anh rước nó lại đây nè. Đừng xăm. Ồ nó cũng khô mà, nó thấy lấy cây vợt là nó. Rồi, dính rồi. Trời ơi trời. Cái này mấy ký ta? Thấy con nhỏ mà anh. Thấy nó cũng nhỏ nhưng mà nó thích ra nhiều lắm. Gà này nè. Wow. Hello. Thấy nhỏ quá vậy. Đâu thấy vậy chứ cũng bự lắm em, không nhỏ đâu. Trời. Vừa vừa thôi chứ bự quá, giờ thấy nó cũng ngắn. Kêu nó chấu cái chân, chấu cái cọng chân lại chứ để về nhà nó bay luôn rồi sao? Sơ. Qua chắc rồi. Can you tie the leg? Oh, okay. Kìa tránh nghe đi thăm. Yeah, I need that too. Được không? Này, đó, con gà này gọi là con gà sao nè. Thấy nhỏ quá vậy. Anh thấy nhỏ quá vậy. Nó cũng được nha. Có bự hơn không? Có bự hơn không? Con này cũng... Ê, đóng chuồng gà lại kìa. Con này cũng phải ký rưỡi à. Hơn ký rưỡi á. Kệ cho nhỏ vừa làm cho nó gọn em ơi. Thế hả? Ừ. Lông nó hết nhiều rồi. Mà nó có to như thế. Nhỏ quá không? Chứ bắt thế bắt khó khăn quá hả? Đột cái chân nó lại đi để về nhà nó bay rồi mình... mình không bắt được nó luôn á. Con gà này gọi là con gà sao. Yeah, thank you sir. Okay. Thank you so much. Trời ơi, là thăm ôm đó hả? Anh gà, ờ đúng rồi đó. Rồi. Cái tiền luôn đi. Anh này là nãy em đó bao nhiêu? 20. 20 đồng hả? Kêu bớt 15 đi con. Nặng nữa. Nặng đồng nặng, nhỏ tí không ơi. Mua bữa nay đi mua gà sao về ăn thử ngon như gà mình không nha. Ok, thank you. Ok, thank you. Ơi thắm để che bọng. Trời ơi. Con gà này gọi là con gà sao. Tính là vô đây mua con gà con vịt gì đó. Nhưng mà ở đây hôm nay không có chủ làm. Thôi giờ chỉ mua con gà sao thôi. Mua gà sao về nhà chắc là về nhà mình làm. Này giống như người ta có đất trống người ta trồng ha, à, là người ta nuôi ha anh ha. Ở đây là ở thành phố Taboro, tiểu bang North Carolina. Có vịt nữa nha. Có vịt, có gà. Có vịt sim. Chỗ này giống như là họ nuôi chăn nuôi hộ gia đình thôi, rồi nhiều rồi họ bán thôi chứ không có, hình như không có thấy giống chuyên nghiệp không. Dạ. Gà sao này á, đó giờ chưa ăn, nhưng mà nghe nhiều người nói là gà sao này á, là ăn ngon hơn cái gà của mình nữa. Nó ăn ngon hơn gà ta của mình nữa. Nó có bay không kìa? Không bay đâu con. Cột rồi. Anh bỏ vô cái thùng kia kìa. Bỏ vô thùng nè. Đến để đây nè. Được lên trên. Không sao, không sao. Đánh đó. Biết sao? Nó quẹo qua quẹo lại á, nó không có bị. Xong biết nó bay. Rồi đi về thôi. Đi về làm gà nha. Dạ, bây giờ là nhà em mà chuẩn bị chạy về. Em bắt gà rồi vô bữa nay không có chủ chạy, chủ farm ở nhà. Không có chủ nhà, ở nhà có cái anh cái em trai này không có biết tiếng Anh, toàn là gà giấu không à. Mua gà xong giờ chạy về nhà làm.
ở đây nó hơi trong giống như ở Việt Nam gọi là trong đồng trong ruộng vậy đó. Tuốt ở bên trong ngoài này không thấy nhà của người ta ở luôn á. Cái ở ngoài này là người ta nuôi gà vịt trước hết chứ hả? Xa xa đó người ta cũng có nuôi gà nữa nè. Này chắc là nuôi ăn đó, phải không? Dạ. Mà hình như em để ý đây thấy tổng mô bồi hơn luôn hả? Coi thử coi. À, thì nhà em là đang trên đường về nhà, chút xíu nữa về tới nhà rồi chắc ghé qua cửa hàng gũ mà mua cái gũ về đặng hồi làm gà hấp gũ không? Dạ. À, nhà đâu còn gũ trắng hả? Dạ không. À. Dạ. Đó, cái xe làm gì kìa? Xe làm nông gì? Chạy này vô trong đây là toàn là nông thôn mà. Có nhiều chiếc xe chạy ngang mình, cái bánh xe nó hơn nó cao qua đầu mình á. Căn nhà ngoài ngoại ô này nè. À, cái nuôi gà nuôi vịt nè ha. Con bò. À, không hiểu sao mà ở Việt Nam mà lớn lên cũng ở đồng quê rồi nhưng mà giờ đi qua đây cái nhìn mấy cảnh đồng quê vẫn thích, không có chán, không có sợ, thấy cái cảnh mà quê thấy nó yên bình á. Làm gì làm thấy mấy cảnh quê thấy nó yên bình sao á. Ôi thì mình về hôm mình làm vườn tược rồi mình trồng cao. Mình nuôi gà nó dịch ha. Có không ăn chuyện làm. Nó phái nuôi gà nó dịch ha, trồng cao nữa. Cái cuối tuần thăm đi làm về thăm ghép mẹ làm. Đó, dạ thưa bà cô chú, nhà em về tới nhà rồi nè. Đó, buông ra xem, mở lên. Đó, vừa mới ghé qua lấy chai rượu. Ăn về làm bữa nay làm gà hấp gũ nha. Đó, giờ cầm con gà vô. Đâu, chưa muốn thấy con nhà. Chưa đi vô nhà con đây nó bay bây giờ cầm chai nước không? Dạ. Nhà em mà về tới nhà rồi nha. Đó, dắt này vô làm gà ăn. Gà hấp gũ. Cha đi đường kia đi xong mở rồi xong mở xong. Okay. Con gà này gọi là con gà sao. Gà sao? Sao đâu? Ôi con gà sao kìa, cưng không? Cái cưng chưa? Xin bye bye nó đi. Xin bye bye nó đi, chắc mày thay đồ ra làm nha. Đi thay đồ ra đi làm. Em lại sao nè. Đứng ra đi con nước sôi nước sôi. Sao đậu nóng lên con? Đậu nóng lên. Đậu nóng lên nắng. Cái sôi nó để cho làm con. Để cho làm việc của cha. Đó. Xong phụ mẹ quét nhát đi. Đây 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 mẹ xiết cái lại đó. Cuối cùng cũng xong rồi nè. Trời ơi, con gà, mấy gà này làm xong rồi cầm con cái hơn tí à. Không, nó có trứng đây nè. Ồ, thịt hết sức thịt luôn. Chút xíu rồi hả? Nhưng mà con gà này cái dày là hấp rượu là bơ thịt luôn. Gà cái dày là hấp rượu cũng ngon. Cái thịt gà sao này sao mà nó hơi tím tím. Nó không có trắng, nó không có vàng như gà ăn uống của mình. Đó, con này được gan về xong hết rồi đó. Thôi, này vô. Đi. Lâu lắm mà không ăn gà hấp gũ. Này chắc ngon lắm ạ. Con gà này nhìn thấy rất là ngon, cái thịt nó ngon quá. Thịt rất là nhiều, gà nó không có bự hung. Gà này tầm khoảng 1.2 kg hả? Làm sạch sẽ hơn khoảng 1.2 kg. Hơn 1 kg. Nhưng mà nó nhìn nó thịt nhiều.
thơm quá. Nghĩ chắc ngon lắm mà. Ê Sam dọn dẹp chút xíu ăn nha con. Ướp cái mình để đây. Rồi nữa mình ướp chút xíu cho nó thấm dần chút xíu đi. Rồi mình hấp. Chắc này trời như ấm ha, sáng này ấm. Chắc này ấm. Cái nhổ ăn hết cái bụi hành này đi. Cái bụi hành này nó gần 2 năm rồi, cứ mà nó mọc lên cái mình cắt ăn á. Mọc lên cái cắt ăn ngang cái nó mọc lên. Mày giờ nó già quá thôi nhổ đi. Nhổ mình nè. Ủa nó mọc đâu cũng ngắt luôn chứ này. Lấy cái gì không? Lấy cái gì nó có nguyên cái củ nữa thấy không? Thôi ăn hết bụi hành đi. Ở bên đây nè, bên đây có chồng rồi nè. Để lấy cái kéo cắt ngồi bên đây nè. Đó, hành mình ăn xong á, hành mà ăn xong cái bắt đầu mình ghim trở lại đó, để vậy là mình ăn được hoài luôn vậy. Còn không có lớn lên cái mình cắt á. Lớn lên cái mình cắt vậy mình là ăn vậy. Vài bữa đó chồng thêm ở bên đây luôn, là một cái chậu luôn, chiên về hành ha. Hành rửa nhổ vô xong rửa chấm phiếu luôn không? Đẹp như ngọc trinh. Trắng như ngọc trinh, dưới đẹp như ngọc trinh. Chừng nào gần chín mình ha, bỏ hành vô. Giờ thử cái gà gì này chín chưa, này tỏi rồi thử nó chín chưa, nãy giờ hấp cũng nửa giờ rồi. Rồi trời nó thơm ghê ha. Trời ơi. Ô nó chín luôn nè em ơi. Thơm quá. Nó chín luôn nè ha. Dạ. Đó. Trời ơi nó thơm mùi rượu. Cái trên đây là cái xương, còn này chín rồi. Tâm về chín nha. Đi tắm đi, người xuống là nó đâm miếng tỏi ớt. Không đâm miếng muối ớt. Bỏ tỏi vô đi. Một hồi ấy nó cái hơi của nó cũng chín nè ha. Rồi. 5 phút. Thơm quá anh. Trời nó thơm thơm. Quá trời thơm ha. Này chứ. Với tỏi với hành. Này hành. Nó ớt kìa. Không sao con, không sao. Cho xem anh có này được không? Ôi ôi nó thơm. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Quá đã xem ơi. Có cái trứng trong đó không kìa. Nhà này gà mái nó có trứng. Xong đem qua cho. Xong kinh qua phải không? Dạ, xong okay, từ từ. Con này gà là cái sao thịt quá trời ha. Bỏ đây em cho. Bỏ đây. Chân. Gan. Đã anh chưa? Cho mà trời, chú. Trời, hấp dẫn quá. Ở Mỹ cái... mà nhà bộ cho bá nữa không nhìn ăn. Con gà này tầm khoảng có hơn ký à, hơn ký 2, ký 3. Cái nước nó mình chan lên luôn không? Đúng, chan lên, nó ngon lắm. Thấy cái muỗng anh chan nước lên trên ha. Cái bộ. Hấp dẫn rồi. Mình để miếng hành lên đây không? Được. Để lên nha. Nhà em thì không có ai ăn phô cầu với cái đầu. Phô cầu với đầu khi cắt mà làm là bỏ luôn. Phô cầu với đầu là cắt bỏ hết. Rồi, ngon lành quá thơm. Nhà xong đem qua cho. Rồi. Xong đem cho. Quá trời thơm luôn. Cẩn thận nha. Đó, ngon lành chưa? Rồi, thôi. Nhìn nè bà chú. I want smoke from here. Rồi sao sao? Nhìn ngon quá ha. Rồi, để lên bàn đàng hoàng. Ê chá. Từ từ con. Ê nước chấm bên đây sao mà? Dạ. Để sao? Nước chấm để mà chấm gà. Nước chấm ở đây nha. Nước chấm. Rồi xong bếp cơm cho. Quá trời quá luôn. Xong bếp cơm cho nha. Này nấu chưa? Xíu nữa. Lấy cái kéo nào cắt cho nó bén vào. Chưa? Rồi được rồi. Nghe có xong rồi nghe. Kéo cắt ăn nè. Hôm nay bà chú hôm nay xong ăn nhiều nha. Cái gì vậy? Xin ông bà cô chú ăn nhiều nữa vậy. Giỏi quá ta, biết với cơm. Coi chừng đổ ra ngoài nó phỏng á. Cơm nó phỏng con đó nha. Coi chừng phỏng á. Được không? Thì cha cầm phụ cho.
Mà ông bà chú ăn gà ăn dỗ với xong nha. Ăn gà hấp gụ. Gà này gà hấp gụ để cho lấy cho thằng. Cho xong miếng trứng ở trong đó. Dỡ lên. Trước tiên giờ là cho xong cái đùi cái đó nha. Quay xong không ăn đùi xong ăn xong cha xé làm xong luôn nha. Ăn tổ này được không ta? Trời gà thịt này sao nó cho dỡ lên á. Hấp dẫn quá ha. Cho dỡ lên á trời. Ôi. Em nghĩ con gà này nó có nhiều chất hơn là con gà thường. Mà chú ăn đâu dơ lên mà mặt cô chú đàng hoàng. Mà chú ăn đùi về. Thử rồi. Mà mẹ ăn cái đùi. Anh hay là lấy cái dĩa cho con để nó cầm không? Để anh quên lấy cái dĩa cho nó. Sao xong? Ngon không? Sao? Không miếng nữa. Tao cảm nghĩ coi. Nghe cái xương cắn thịt chưa cha con xé đây để cha lấy cái cây xương này ra cho xong hút xé thằng cha xé làm sao mi vậy là chắc là con ăn cha đây xong ăn con xong xé cái thịt á để nó nướng cái cây xương á ổng không có sorry con nha. Cầm xé cắn ăn được. Này đã rồi nè. Không muốn ăn xé luôn. Thích ăn xé cái xương. Có cây xương. Cho... Vậy lấy kéo cắt đó. Này gà đi bộ bởi nên nó còn đã ha. Những gà sau này có vẻ thịt nó ngon em ơi, nó dai. Nó dai hả? Không, ý là dai mới ngon chứ không phải là gà công nghiệp hiểu không? Không có cần dai. Sao được không? Ui dạ, sorry con. Rồi, được rồi. Ngon không? Chấm này vô. Còn ăn đùi cho ăn đùi cho. Cái ức cho con ăn. Miếng tỏi nha ông bà chú. Cái này xong chưa hủ luôn á ông bà chú. Cái tỏi này nó ngon lắm. Nó nóng quá trời nóng luôn hả? Nóng không? Không, cái tỏi này nó bùi bùi rồi. Con ăn đi, ăn cơm đi. Lấy cái gà chấm vô cái nước chấm xong rồi ăn miếng rau vô nữa. Để lấy cái ức này cho nó hồ cái ức gà thịt quá trời luôn nè. Cái thịt nó ngọt ha. Anh thử rồi. Một thử cái rồi. Này cho cái gà thay. Thử rồi. Nè. Anh thử chứ đi. Còn ngon rồi đó. Ngon hả? Đúng là gà sao thịt ngon thiệt. Này mới mốt chắc mua ăn gà sao không á? Nghe nói gà sao thì có chất bổ không cậu? Miếng bự quá anh ơi. Nè. Nè. Ngon ha. Cái thịt nó ngon ha. Ngon. Trời quá đã luôn. Nó ngon. Cho xin miếng rau. Rau vô. Gà gà. Nè. Thử rồi. Cái gan vô răng đi. Béo ngon. Cái gan rất là ngon. Gan rất là ngon hả? Nè, cái mề gà nè. Cắt miếng mỏng cho Tâm á. Dạ. Không. Đâu anh ăn thử miếng gan rồi anh. Xong không miếng gan nha. Ngon không? Béo. Béo ngon không? Béo. Super duper ngon. Mời cô chú miếng mề nè. Đúng là đúng là gà nó tươi đem về nấu ngon thiệt ha. Mày cái tim nào không ăn đi nó này mà cho Tâm à cái gì đó dạ nhìn cái chén con ăn miếng rau này vô cũng ngon lắm nè. Rau này là bữa em học trên mạng nè. Ngon thiệt đó ha. Cái đùi. Thơm ăn đi. Ủa cắt sao thơm chưa? Anh xé thịt ức cho nó. Mà cô chú cái đùi gà sao nha. Này là gà sao. Gà sao.
Cái thịt nó ngon quá chứ anh. Nó dẻ, nó thêm nó dẻ, dẻ mà nó ngon ha. Nhà trai đừng xài thịt nữa, ăn cái đùi. Hả? Ăn con ăn đi. Ăn đi trai, ăn đi. Cắn cắn ngang ăn đi. Này chấm chấm vô. Rồi cắn ngang á, đúng rồi cắn cái hướng đó, đúng rồi. Đó. Cắn ngang á, đừng có cắn gạo. Cái da hả? Ngon. Hồi thịt dài này nó dai dai ngon thiệt chứ. Cái mà này con cạp ngay chỗ đó thử mẹ coi coi. Ngon ngon. Ngon nào? Ừ, chấm chưa? Con gà này á, gặp mặn bự mua ăn đã nữa. Thôi quá. Sao xong? Ngon không? Trời ơi, không ăn mà nó dính rồi. Thôi coi coi. Trời ơi, dính dính phủ anh. Đúng rồi, không sao, không sao. Có chứng. Từ từ ăn. Nhai, nhai, nhai. Nhai từ từ. Nhai cho nó nhuyễn hết con. Ngon quá Sam ha. Dính mẹ luôn. Cái gan nó không được bự hung nhưng mà nó béo ngon thiệt á. Chứ bình thường bên Mỹ mình ăn mấy gà gà nó hơi tanh tanh đúng không? Yeah. Còn gan này mua về mới làm gà mà nó còn sống mình mua về làm ăn rất là ngon. Hơi cực chút xíu thôi. Nhưng mà mấy ngày nghỉ mình có thời gian á. Yeah. Mình mua về mình làm nè. Ăn rất là ngon. Cái cánh nè, mà gà sao. Con nhỏ không nè. Xương hả? À, xương bỏ dưới này để cho bỏ ra. Con miếng hoài ngấy luôn. Ok, ok con. Này miếng tỏi vô nữa. Bỏ tỏi vô ăn nó bùi bùi, ngon. Cái cánh dài đã hả? Thật ngon thật. Cái này chắc mà mới hơi mua rồi sao vậy nữa. Đúng rồi. Quá trời ngon luôn. Đây ăn trứng gà này nè, gà này cái gà mái cái chùm nhỏ xíu nè. Đó, trứng trứng bự ghê đó không? Đó. What you say? Cảm ơn cha. Cho gì cũng trứng cơm không con? Không không. Ở đây em thấy nó nhỏ nhỏ, em nói tự non ấy ha, thích cái nhiều ghê chứ không? Không. Nó không đáng ăn gì nè con. Này ra ta, một người ra ta. Ông mình được cái giờ không có nghĩ nước gì bé. Mình ra từ từ thôi, mất ngại nữa. Đúng là giờ sau mua ăn ngon thiệt chứ. Mà mua nó ăn nữa, không ăn gà kia luôn. Đúng. Sao mới ăn. Nói gà, con gà này còn nhiều người chưa biết quá. Nói tới gà sao nè. Họ hỏi gà sao là gà gì. Thật sự thì em cũng mới biết gà sao gần đây thôi. Này chắc ra tay quá, em cũng ra tay luôn đi mà. Này mấy này ngon nè, cái da nó là như da heo do bò cho nó dai, nó ăn nha. Sọt sọt luôn. Này ăn đi, nó ăn đi. Con này ướt thịt nè. Ra tay luôn đi. Cái này ngon rồi. Thịt của con gà sao á, nó rất là dễ á. Dai ngon. Nó khi mà gà tay nè. Cái gì con? Nước hông? Chấm thì vừa thôi. Cái tiêu quá. Không phải. Tại cái nước chấm này mình là có ớt phải không? Có ớt nha. Chấm ớt xanh mà. Ớt xanh mà con. Con chấm quá nhiều nên nó bị cay á. Xanh rất là thích. Ăn chấm với nước chấm nè. Nước chấm này ăn với hải sản cũng ngon. Ăn gà hấp rượu này cũng ngon. Từ từ nó để mất hạn. Nó mới ớt ớt thôi. Em ăn gì đấy. Ăn gì đấy. Mẹ quyến cái phần cánh ăn ngon. Em tạo cái da cắn được.
Ngon ha. Ngon. Anh chịu khó đi mua về, mua gà tươi về làm nó ngon. Đúng không? Cây này là dưa lưới nha quý vị. Đó, mới trẻ dưa lưới. À, xong rồi mà cô chú các bạn ăn dưa lưới. Chú anh các bạn ăn dưa lưới hôm nay nhé. Hôm nay special là mình ăn dưa lưới nha. Mới ăn gà xong ăn cơm xong rồi no rồi giờ ăn trái cây nha. Đó. Dạ. Rồi xong, xong ăn đi. Đó. Mà cô chú nha. Miếng dưa lưới. Thử coi nó ngọt không? Có dưa rồi về Việt Nam á. Giòn ngon luôn. Giòn ngon ngọt. Ở Việt Nam vừa rồi tới Việt Nam á, dưa lưới vẫn có bán nhưng mà ăn không có ngọt, không có ngon. Nó bị non thì sao? Uh-huh. Ăn nó sượng sượng sao? Còn dưa lưới bên Mỹ này ăn rất là ngon. Giòn, ngọt, ngon sao? Ngon. Xem mà bà cô chú à. Mà anh đã chú ăn dưa lưới. Rất là ngon nha bà cô chú. Ăn được cái trống này. Giờ nó ghế không? Ngon hả? Ngon, ngon giòn lắm. Bữa định mua về cho mấy anh chị ăn thử mà ăn chắc quá vậy á. Ở Việt Nam đúng không? Có dưa lưới nhưng mà mua ăn rồi thấy không ngon. Hay là tại mình mua không biết chỗ mua. Hay là tại mình mua chung này cái trái không ngon. Nó con biết đường mà nói không hai trái là mà ý nó mình mua của Đà Lạt hay gì nhiều khi vậy nó ngon không còn mua thì trồng không biết trồng trồng hảo hạt đất á là rồi bây giờ cái video ngày hôm nay kết thúc ở đây nha rồi xong nói xong thanh đi xây xong thanh với ông bà cô chú các bạn đi ăn ăn hết đó thì hả nó ăn hết đi nó cứ ăn hết đi con xong để dặn ăn con. Để có pin. Bây giờ ăn xong. Tuần này là xong được Spring break. Nghỉ tiếng Việt nó cũng như nghỉ xuân vậy đó, nghỉ mùa xuân á, được một tuần lễ. Nghỉ mùa xuân em nói chồng được chưa? Rồi bây giờ xong nói với ông bà cô chú xong tên đây. Cái video xong video hôm nay là xong rồi. Rồi xong nói gì vậy? Ông bà chú. Con cảm ơn trước cái đã. Trước tiên là con phải cảm ơn. Ông bà cô chú và các bạn nhà cứ bạn like subscribe đã xem video xem, như nói gì đâu nhà con nó xem xong tên đi nói. Ông bà cô chú hết hết ăn mấy cái này hết ăn cô rồi hết ăn ăn gì á ăn gà nữa ông bà chú cô thì muốn cứu dọi và subscribe để mà để muốn coi nữa cứu like để cha với mẹ sức khỏe luôn rồi để phải làm clip cứ đăng ký cứ like cứ xem đi rồi cha mẹ có tiền cha mẹ mua để làm clip tiếp ông bà cô chú ủng hộ kênh của gia đình con á thì xem video rồi like chia sẻ thì ông đăng ký chú, kênh đúng không mẹ chú hết cứ like đừng có dislike hay kiểu thôi đừng có quá dày dòm người ta không có hiểu đâu sao? Nói là ông bà cô chú bấm bà thích chú bấm hết em biết like rồi rồi bye bye đi nha cảm ơn bà cô chú các bạn đã xem video ngày hôm nay nha hẹn ông bà cô chú cái video tiếp theo dạ rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye.